À, hôm nay thì chúng ta sẽ học về thuật toán, tức là ở đây thì anh sẽ lồng ghép thuật toán vào trong bài hôm nay, tức là cái tư duy thuật toán ấy. Thì cái tư duy này tư duy chung cho mọi ngữ, và khi các bạn mà đi làm ấy, thì người ta thường gọi là cách giải quyết vấn đề của lập trình viên. Tức là hãy nghĩ nghĩ về thinh nhập programmer, tức là nghĩ giống như lập trình viên thay vì nghĩ giống như một công nhân code. Tức là các bạn phải copy, nhiều bạn ấy hay là copy code sau đấy là không hiểu vấn đề và cứ dăn code thôi. Thì đấy là một cái cách tiếp cận nó không đúng các bạn nhé. Và anh thường nhắc đi nhắc lại với các bạn là các bạn cố gắng khi các bạn gặp bài toán thì các bạn đừng vội là coding, mà các bạn phải dành cho anh khoảng 5 đến 10 phút để các bạn suy nghĩ về cái bài toán đấy nhá. Thì đây, thì hôm nay chúng ta sẽ giải quyết cái bài tập và anh sẽ giúp các bạn nâng cao cái level lên. Thì đây đây là cái phần mà anh nghĩ là khó nhất trong cái phần mà chúng ta học, chứ không phải là cái phần mà sau này chúng ta học đâu. Array object function thì nó dễ hơn rất là nhiều, còn phần bài hôm nay là bài khó nhất này các bạn này, nên các bạn chú ý giúp anh. Mọi người mở giúp anh ra cái phần này, phần bài tập này nhá. Đấy, chúng ta có cái phần liên quan đến phần for loop này, mọi người mở giúp anh nha. Đấy, cái phần bản chương đánh dậy rồi, không có vấn đề gì rồi nhá. Phần này ok rồi này. Cái này thì tương tự thôi nhá. Đấy, thì anh tập trung vào giúp các bạn là học về cái thuật toán về về đây này, in ra cái hình sao này. Các bạn có thể xem ở trên YouTube á, hoặc là một số kênh khác, thì đây là một thực tế, nó là một thuật toán các bạn nhé, một cái solution chung mà các bạn làm việc với tất cả các bài toán sau này các bạn gặp phải, và các bạn có thể áp dụng cái tư duy này để các bạn học về giải thuật nhé. Đấy, cái phần giải thuật thì anh cũng sẽ áp dụng tư duy này thôi. Đây, cái bài toán chung, ví dụ như anh có một cái bài toán là liên quan đến việc là vẽ những cái hình sao trăng này, thì cái cách tiếp cận đầu tiên đấy, cái giải pháp đầu tiên anh sẽ liệt kê lại cho các bạn nhé. Khi mà gặp những bài toán đấy thì đầu tiên các bạn đầu tiên công việc các bạn làm cho anh là các bạn sẽ giới hạn cái điều kiện. Cái điều kiện để giải quyết vấn đề. Điều này sẽ giúp các bạn là có những kiến thức ít nhất nhưng mà vẫn giải quyết được vấn đề. Ví dụ như trong cái phần giới hạn điều kiện để giải quyết vấn đề này thì anh sẽ có hai thứ mà anh sẽ quan tâm. Thứ nhất là anh vẽ hơi xấu đấy các bạn nhé. Đây là anh biến cái hình này thành cái hình ai cũng có thể làm được. Cái này là chung các bạn nhé, rõ ràng là anh có thể biến cái hình này thành cái hình ai có thể làm được, ai cũng có thể làm được. Cái ý thứ hai là, ý thứ hai ở đây là một là biến hình này thành cái hình ai cũng có thể làm được, cái thứ hai nữa là dựa vào kiến thức của anh, kiến thức anh đang có để giới hạn, thông tin giải quyết vấn đề, để giới hạn các câu lệnh đi nhá, cho đơn giản là bạn các câu lệnh để giải quyết vấn đề, và những cái câu lệnh anh đã dạy các bạn rồi. Đấy, thì đầu tiên là anh phải giới hạn các điều kiện để giải quyết vấn đề. Thì đầu tiên là anh sẽ biến hình này, có hai ý này các bạn phải nhớ giúp anh nhé. Rồi giờ xem anh làm, anh sẽ sử dụng luôn cái thằng này, anh upload cái ảnh ấy lên nhé. Đây, anh có đưa vào trong cái phần đây rồi, bài tập đây này. Đây, bạn copy vào cái hình này, open. Đấy. Và chúng ta tập trung vào cái hình đầu tiên bạn nhé, hình đầu tiên này này. Còn những hình này giống nhau thôi. Chúng ta sẽ làm hình đầu tiên trước. Đây là vẽ hình nhá. Mở to lên một chút này. Cái ý đầu tiên là biến hình này thành cái hình ai có thể hiểu, ai cũng có thể hiểu được này, ai cũng có thể làm được. Thế thì câu chuyện của anh là anh không sẽ không để cái hình tam giác này, đây là hình tam giác bạn nhé, mà anh sẽ biến nó thành cái hình đây, dựa vào cạnh dài nhất và tôi biến nó thành hình chữ nhật, bạn thấy không? Thì cái này là cái giải pháp mà ngày xưa mà anh em mình học hình học ấy, thì các bạn sẽ, nếu bạn nào đang hình học thì các bạn đã làm cái bài toán chứng minh rất là nhiều rồi, và anh thường xuyên dùng cái này. Đấy, chúng ta biến nó thành những cái điều mà chúng ta có thể làm được, các bạn thấy không? Khi mà anh biến hình tam giác này thành cái hình chữ nhật thì cái câu chuyện nó dễ rất là nhiều.
Câu chuyện bây giờ là anh không phải là in cái hình sao này ra dưới dạng là hình tam giác, mà anh yêu cầu các bạn là sẽ in hình sao đây này, đây cũng hình sao này, đây hình sao nhé. Ví dụ đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thì anh yêu cầu tất cả các hình dưới này sẽ là 10 sao hết các bạn nhé. Thì thằng dưới này đang là 9 sao, thêm 1 sao là 10. Thằng này là 8, thêm 2 sao là 10. Thằng này là 7, thêm 3 sao là 10 nhé. Anh zoom to một chút cho bạn nhé, cho anh nhìn dễ nhìn thôi, không có gì cả đâu bạn ạ. Đấy, câu chuyện anh thêm tất cả hình sao để lấp đầy tất cả cái hình chữ nhật này. Thế thì cái này khi mà thêm cho mình sao nhé, thì cái hình của anh nó sẽ biến thành này các bạn. Cái này hơi khó mô tả nhé, nhưng đại loại là các bạn vẽ cho anh các sao sao ở đây nhé. Rồi. Đấy, thêm các hình sao để lấp đầy nhé. Và cái hình này chúng ta sẽ biến thành. Làm thế nào để chúng ta giải quyết cái bài toán khi mà các bạn thêm hình sao này, xong cái bước 1 này thì các bạn phải giải quyết bài toán nào, làm thế nào chúng ta in ra được cái hình mà chữ nhật này mà lấp đầy tất cả những cái dấu sao này đó. Thì các bạn sẽ phân tích tiếp là lấp đầy cái dấu sao này, chúng ta sẽ có cái trục đầu tiên là trục này, trục thứ hai là trục này, đúng không? Và cái trục này anh gọi là râu đi, trục là thẳng này các bạn này, và trục này gọi là côn bạn nhé. Thì các bạn rõ ràng các bạn sẽ chạy ra, các bạn sẽ thấy là gì, cái trục râu này nó sẽ in ra cái hình sao này, và trục râu các bạn này, trục râu của mình nhá là phải in ra những cái hình sao này, đúng không? Và 1, 2, 3 chạy đến cái hình cuối cùng này. Thế thì có phải là các bạn thấy là 10 cái hình này nó cần in ra theo cái chiều râu đây, râu nhá, nó hoàn toàn giống nhau các bạn, đúng không? Thì rõ ràng các bạn dùng lúc nó giống nhau mà, nó có 10 hình sao nó giống nhau hết. Đây, nó giống nhau hoàn toàn. Nó lặp lại này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Cho vậy chúng ta sẽ có một cái vòng lặp bên ngoài này để chúng ta in ra cái hình chữ nhật này nhá. Cái điều thứ hai anh cần muốn nói các bạn là trong cái mỗi hình chữ nhật này chúng ta lại có những hình sao lặp lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nhá. Đấy, các hình sao này, mỗi cái item sao lặp lại. Đây, mỗi item sao này. Có phải nó lại lặp lại không? Đúng không? Thì mỗi item sao này các bạn muốn in ra, mỗi cái lần mà các bạn là lặp muốn in ra, các bạn lại có một vòng lặp bên trong để in ra những hình sao nhỏ nhỏ này. Thế thì có phải là nó lại chạy từ 1 đến 10 để in ra các bạn. Như vậy chúng ta sẽ có vòng lặp chạy từ 1 đến số này để in ra đâu này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 để in ra đâu này nhá. Tương tự chúng ta sẽ có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 để in ra sao. Đấy. Các bạn thấy là anh đã biến cái bài toán phức tạp thành bài toán đơn giản hơn bằng cách là anh sẽ lấp đầy tất cả những hình sao. Đấy, bước đầu tiên. Nhá, các bạn nhớ cái bước này. Rồi, bước này đã xong nhé, bước này xong rồi. Thế bước thứ hai là dựa vào kiến thức anh đang có để giới hạn cái câu lệnh để giải quyết vấn đề. Thế thì kiến thức anh đang có là gì các bạn? Kiến thức anh đang có, anh giả dụ rằng anh chỉ có câu lệnh duy nhất là còn son chấm lốc, còn son chấm lốc hay là document chấm write nhá. Anh sẽ chọn một trong hai thôi. Ở đây thì anh sẽ quyết định là anh sẽ chọn cái câu lệnh là còn son chấm lốc trước đi các bạn nhé. Document chấm write thì nó cũng tương tự thôi, nhưng mà anh sẽ chọn câu lệnh đổi còn son chấm lốc trước đi, bởi vì cái câu lệnh còn son chấm lốc ấy thì khi các bạn lấp ra thì nó sẽ nằm trên một cái hàng riêng biệt nhá. Đây này, các bạn thấy này, mỗi thằng này nằm trên một hàng riêng biệt nhá, thì anh không cần thêm cái dấu xuống dòng nữa. Đấy, thì nhìn vào cái bài toán này cộng với những cái điều anh đang có là còn số lớp document write, thì anh thấy rằng là ở đây nó cần hiển thị ra màn hình ra các những cái thông tin là hình sao này, và hình sao này trên bàn phím rồi, cho nên là mình sẽ dùng câu lệnh còn số lớp để in ra cái hình sao này thôi. Và cái điều thứ hai nữa là các bạn thấy là ngoài cái hình sao này chúng ta có những cái dấu space. Thôi, space bỏ qua đi nhé. Tức bài toán bây giờ chúng ta lấp đầy tất cả hình sao, cho nên chúng ta không quan tâm space, cho nên chúng ta chỉ cần hình sao thôi. Câu lệnh duy nhất chúng ta sử dụng đấy là còn số chấm lốc. Đây. Các bạn thấy không? Anh sẽ giới hạn là bài toán này chỉ cần giải quyết bằng cái câu lệnh là còn số chấm lốc. Và chúng ta không quan tâm. Có những bạn là sẽ quan tâm là anh ơi thế xuống dòng thế nào, như anh vừa giải thích rồi, với câu lệnh còn dựng block này thì các bạn sẽ tạo ra một câu lệnh, nó sẽ tạo ra trên một dòng riêng biệt, tức là mỗi lần các bạn loop thì bạn sẽ in ra cái dòng này này, cho nên các bạn sẽ không quan tâm đến việc là cái dấu xuống dòng nữa. Đấy. Thì cái câu chuyện cái giới hạn cái dòng chảy thời gian, cái giới hạn cái câu lệnh của chúng ta đã ít đi hơn rất nhiều. Các bạn thấy là khi mà rõ ràng anh
yêu cầu là các bạn phải học thêm một câu lệnh là in ra dấu chấm dòng thì các bạn phải biết thêm câu lệnh đấy. Nhưng ở đây là cái câu lệnh còn trong lốc là nó sẽ tạo thêm một cái dòng riêng rồi. Cho nên anh chỉ không cần học cái câu lệnh về dấu chấm dòng các bạn nhé. Đấy. Thì cái bài toán anh từ cái bài toán phức tạp anh đã biến thành bài toán đơn giản và cái câu lệnh nó cũng đơn giản hơn. Nhá. Ok mọi người nhá. Đấy, từ đây thì khi mà phân tích xong thì anh sẽ bước vào code. Mọi người mở code giúp anh nhé. Tạo cho anh một cái bài tập 4. Bài tập 4 đấy ạ. Trong bài tập 4 anh tạo ra một cái file là index.html. Bỏ tất cả những cái này đi các bạn nhé. Bỏ đi. Bỏ đi. Để tránh nhầm lẫn thôi mà. Và thêm nữa tạo ra một file là index.js. .js nhá. .js đấy. HTML 5 HTML. Bài tập sao đi. Ta. Dưới đây thì các bạn đưa cái file JS vào giúp anh script này. src index.js. Các bạn xem thôi nhé, không cần code đâu, xem cách phân tích vấn đề để hiểu đã. Sau đấy là anh sẽ dành cho bạn mấy phút để bạn code lại. Chúng ta sẽ đi rất là clear để các bạn sau này các bạn gặp bài toán tương tự các bạn có thể xử lý được. Như anh nói là chúng ta sẽ có hai vòng lặp. Các bạn thấy là cái công việc của vòng lặp đầu tiên gọi là vòng lặp bên ngoài ấy, thì nó sẽ in ra tất cả các hàng này này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nhá. Và anh gọi là row. Đấy. Công việc của cái vòng lặp đầu tiên là nó sẽ in ra tất cả các hàng. For này. Anh comment luôn là in ra tất cả các hàng. Giới hạn của nó là 10 các bạn nhé, bởi vì nó có 10 hàng mà. Let y bằng 1 này, y nhỏ nó bằng 10 và y cộng cộng nhá. Xong rồi các bạn dùng cái dấu này hoặc là for nhá. Yêu cầu là mọi người phải tất nhiên phải nhớ hoặc là for rồi anh không giải thích lại nhá. Đấy thì khi mà như thế này thì rõ ràng là anh sẽ lốc ra này, các bạn thấy này. In ra hàng số 1. In ra hàng số phẩy này, y này. Chạy lên nhá. Open Willy Server. Thu nhỏ này lại. Chuột phải inspect lên. Vào tab console, bạn thấy là anh in ra hàng 1 đến hàng 10 rồi. Nó thỏa mãn cái điều kiện là chúng ta đã cái hình này nó lại hơi bé nhỉ. Đây. Kéo cái này ra một tí nhé. Mở to đi. Đấy các bạn thấy là anh đã in ra được 10 hàng 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nhưng tất nhiên anh phải lốc ra mà anh phải in ra những cái hình ngôi sao này. Cho nên cái công việc của vòng lặp bên trong đó các bạn ạ, là mỗi khi mà nó lúc qua, nó phải in ra 10 ngôi sao. Đây, vòng lặp bên trong nhé. Chúng ta không lốc ra như thế này mà là chúng ta lại phải có một vòng lặp nữa để in ra 10 ngôi sao này. Các bạn thấy là mỗi ngôi sao này nó giống hết nhau, nó lặp lại nhé. Cho nên chúng ta phải có một lòng vòng lặp. Vòng lặp bên trong này. Mỗi khi đi chạy phải in ra. In ra 10 ngôi sao. 10 ngôi sao chính là một ngôi sao cộng với mỗi lần một một ngôi sao một đúng không các bạn? Cho nên là nó sẽ là lặp lại 10 lần. Cho nên là chúng ta phải dùng vòng lặp thôi. Lại for. Ở đây thì dùng cái y thì nó hơi chung chung bạn nhé, bạn dùng dâu đi cho các bạn dễ phân biệt đấy, anh dùng dâu đi, hàng này dâu một này, dâu nhỏ 10 và dâu cộng cộng nhé, cho clear. Sau đi làm thì các bạn cũng nên đặt cái tên nó clear một chút. For thế bên trong này chúng ta in ra ngôi sao nên anh đặt là star nhé, led star. À, character đi. Đấy. Anh đặt là biến star character nhé, tức là in ra một cái hình ngôi sao ấy.
thì nó sẽ bắt đầu, các bạn rõ ràng thấy có 10 đúng không, bắt đầu bằng một này và nó cũng giới hạn là nhỏ bằng 10 thôi. Sau đấy cái biến này tăng lên. Đấy, bước đầu chúng ta đã hình thành ok đấy, bởi vì mỗi lần thằng y này chạy này thì đến đây nó cứ kết thúc bạn này, cái dấu cái vòng for bên ngoài này nhá. Nó kết thúc ở đây cho nên là nó gặp cái câu lệnh for này thì nó sẽ chạy toàn bộ cái thằng này 10 lần. Mỗi lần thằng râu bằng một này thì nó sẽ chạy thằng này hết thằng này ấy. Vì cái dấu kết thúc của thằng này ở đây mà, nó chạy hết vòng lặp bên trong này để in ra 10 cái ngôi sao. Thì sau đấy nó mới kết thúc cái lần chạy đầu tiên bạn nhé. Đây các bạn có thể thử này. Lốc ra. Có nhiều bạn không nắm được cái này cho nên anh dạy kỹ một chút nhé. In ra sao. Hoặc là lốc ra cái hình sao cho các bạn dễ hiểu này. Đó. Thì cái thằng này nó sẽ chạy 10 lần. In ra hàng số y nhá. À, anh group lại cho bạn xem. Đấy, mỗi lần cái này anh group lại. Đây group em. Đấy, trong group thì anh có lốc ra cái sao này thôi. Tức là toàn bộ cái sao này nó sẽ nằm trong group các bạn nhé. Đây, các bạn xem này. Các bạn thấy không ạ? Anh sẽ có cái phần group là đầu tiên này. Đó là 10 sao này. Group thứ hai là 10 sao này. Bạn muốn rõ hơn thì các bạn hoàn toàn có thể lốc ra. Lần chạy thứ y. Đấy nhá. Cái xem nào, lần chạy thứ y. À sorry các bạn, thứ râu nhá. Trên thì đây anh hay quen là y mà. Ok. Lần chạy thứ râu nhá. Đấy các bạn thấy không? Lần chạy thứ một này thì nó là 10 sao này, lần chạy thứ hai này, lần chạy thứ ba này nhá. Nó rất là clear rồi. Bạn thấy là chúng ta đã có 10 lần chạy và in ra 10 sao rồi. Giải quyết bài toán rồi các bạn. Quan trọng là chúng ta phải in ra được cái hình sao thật chứ không phải in ra như thế này. Thế để in ra cái hình sao thật đấy thì các bạn phải làm nào ạ? Bỏ này đi các bạn nhé. Thì mỗi lần chạy này các bạn biết rồi, trong cái vòng lặp for này này nó sẽ tạo scope cho cái biến led, cho nên là mỗi cái lần chạy với cái râu bằng một này, râu bằng hai, râu râu 10 nhá, là nó sẽ độc lập hoàn toàn. Các bạn phải hiểu là nó sẽ nằm trong những khối code này, nó chạy hoàn toàn độc lập này, nó tạo ra 10 khối code của này, và mỗi lần tất cả những cái thứ ở bên trong này nó khác biệt hoàn toàn các bạn nhé, nó chả liên quan gì cả đâu ạ. Thế thì anh sẽ tạo ra một biến thôi để hứng nhá, led cái string cái star item thì sẽ bằng rỗng khi mỗi lần chạy này này. Anh sẽ không lốc như thế này, bởi vì lốc như thế này thì nó sẽ lốc ra 10 cái dòng khác nhau. Anh sẽ nối chuỗi các bạn nhé, để tạo ra được một cái dòng mà có 10 ngôi sao thì anh phải nối chuỗi từ cái giá trị đó từ là rỗng này, thì anh sẽ nối bằng nối với cái sao. Thế sau lần đầu tiên là bằng một này thì nó sẽ bằng cái giá trị này nối với cái giá trị sao này thì nó sẽ là giá trị sao các bạn nhé. Ở vòng lặp thứ hai thì cái giá trị này nó đã mang cái giá trị là sao rồi. Bạn nhớ là cái biến này được khai báo bên ngoài for này nhé, nên mọi sự thay đổi các bạn ở trong đây này nó chỉ refer đến cái biến này đấy. Cho nên ở lần chạy thứ hai ở đây là chúng ta đang đang gọi là cái giai đoạn chúng ta sử dụng biến, còn khai báo biến chỉ có một cái biến duy nhất tồn tại ở đây thôi nhé. Ở vòng chạy đầu tiên là một, cái biến này nó sinh ra ở cái vòng lặp for này, nên mọi sự thay đổi này nó sẽ refer đến cái bên ngoài ngoài này đấy, sẽ có bên ngoài. Thế lần đầu tiên thì nó sẽ mang cái trị sao, lần thứ hai nó sẽ là hai sao. Các bạn có thể lốc ra. Chấm lốc ra. Cái style tầm các bạn nhìn này. Đấy. À, cái này anh đang chạy hơi nhiều cho nên anh giới hạn đây là nhỏ hơn bằng một đấy nhá. Chạy một vòng thôi cho nên dễ nhìn, cho các bạn dễ nhìn thôi. Các bạn thấy không ạ? Thế anh đã ra được là lần đầu tiên là một sao này. Lần thứ hai là hai sao, ba sao, bốn sao, năm sao, bảy sao, tám sao, chín sao, 10 sao nhé. Tức là cái string này này, lần đầu tiên là nó là rỗng nối với sao, nó được một sao. Sau đấy lần chạy thứ hai thì nó sẽ là một sao nối với sao nữa thì nó là hai sao đây các bạn. Đấy, ba sao nhé. Đấy. Tóm lại là khi mà thoát ra khỏi vòng lặp này ở vị trí này, chúng ta đã có 10 cái sao rồi. Ở đây. Thì cái start item đã là 10 sao. Tại sao vậy các bạn? Bởi vì cái biến này anh nói rồi, khi mà các bạn sử dụng biến này ở vị trí này
thì nó sẽ tìm trong scope của nó trước, mà scope của nó thì có cái biến item này, kết thúc xong cái này nó đã chuyển sang thành mang value là 10 sao rồi nhá. Đây, vẽ lại cho anh em một chút. Cái này tuy là đơn giản thôi nhưng mà các bạn nắm được thì các bạn sau này giải quyết được mọi bài toán đấy. Anh có một cái biến ở bên ngoài, scope bên ngoài này, nó là style item. Đấy, và trong vòng lặp đây này là một cái scope này các bạn nhé. Và mỗi khi nó chạy thì nó đều thay đổi cái value này, lúc đầu nó là rỗng này. Đấy, mỗi lần lặp này nó sẽ thay đổi cái value này. Và khi cái câu lệnh ở dưới vòng lặp for của anh ấy, anh sẽ sử dụng đến star và item này. Đây, cái câu lệnh mà anh đang có bảo là có 10 cái ấy. Ở đây thì nó sẽ tìm đến cái biến này. Bây giờ nó sẽ sau cái lặp này nó sẽ thay đổi bằng là 10 sao các bạn nhé. Đấy. Rồi. Ok. Đấy, đến đây thì câu chuyện đây mình biết là cái biến này nó là 10 sao rồi, thì câu chuyện chúng ta chỉ cần là gì các bạn? Chỉ cần lốc nó ra thôi nhỉ. Đây. Lốc ra cái style item. Nhá. Là ok. Các bạn xem này. Có phải anh lốc ra được cái 10 sao ạ? Ok nhá. Đấy, như vậy là cái bài toán chúng ta đã được giải quyết rồi. Ở đây anh đang để là dâu nó bằng 11 thôi. Cái này các bạn tăng lên 10 thì nó cũng sẽ ra được cái tương tự như thế thôi, các bạn thấy không? Anh đã ra được 10 sao và nó sẽ lặp lại 10 sao và nó in ra được đúng cái hình như anh kỳ vọng rồi. Thế thì ở đây anh chỉ sử dụng duy nhất một câu lệnh là còn sơn chấm lốc thôi, còn sơn chấm lốc thôi. Thế thì nếu mà người dùng người ta yêu cầu công nghệ document chấm write thì thực ra nó chẳng qua là các bạn sử dụng một câu lệnh khác đi thôi nhá. Thì document chấm write thì bạn chỉ cần dùng cái này thôi. Thì nó kết quả nó vẫn vậy thôi. Chấm rồi. Đây ạ. Các bạn thấy không? Vẫn đi ra 10 sao nhá. Và các bạn tăng lên cho anh đây là 10. Nó sẽ được 10 hàng. Nhưng mà các bạn thấy là cái vấn đề sẽ phát sinh khi mà gì? Khi các bạn tăng 10 hàng ở trong cái đơn phần chấm rồi, các bạn phải học thêm một câu lệnh đấy là làm thế nào để xuống hàng các bạn nhé. Thì làm nào để xuống hàng các bạn search thôi. Đô của mình chấm rồi. Tất nhiên anh biết rồi nhá. Anh hướng dẫn bạn thôi. GS. Bạn phải đọc về cái câu lệnh này. Đấy, câu lệnh này thì nó sẽ nhận vào một cái markup, tức là cái mã HTML dưới dạng string này các bạn này. Một cái string chứa cái text được viết trong cái document nhé. Đây, hoàn toàn nó sẽ đưa vào một cái string là H1. String thì nó sẽ là giống như đơn giấy kép hoặc là dấu tem string nhé. Đây thì anh sẽ đưa vào đây là cái mã HTML. Thế thì cái mã HTML của xuống dòng là gì các bạn? Là cái DR đúng không? Như vậy giữa kết hợp giữa cái việc là chúng ta đọc một chút về tài liệu cộng với lại kiến thức về HTML, chúng ta đã có thể hiểu được câu lệnh. Là ở đây ngoài câu chuyện là mỗi cái khi mà chúng ta có sao rồi, chúng ta phải tạo thêm dấu xuống ngòm. Đây các bạn. Bằng style item nối với lại cái dấu BR nhé. Anh không biết tắt đâu bởi vì là anh muốn clear cho các bạn thôi. Bạn nào quen thì có thể cộng bằng nhé. Đi làm thì người ta hay viết cộng bằng đó. Thôi các bạn cứ đi từ những cái thứ basic để nhớ đi đã. Đây các bạn thấy này, khi mà anh dùng cái BR thì ngay lập tức là các hàng xuống hàng, các bạn thấy chưa nhá, nó đúng như là anh kỳ vọng. Ok, mọi người thử đi ạ, thử nhá, thử đi và hiểu toàn bộ những cái điều anh nói để chúng ta bước sang cái điều thứ hai, cái giải pháp thứ hai để giải quyết cái bài toán nó khó hơn. Các bạn nhớ là mỗi lần chạy thì cái biến này nó lại reset lại về rỗng nhá. Bởi vì nó là từ khóa let mà. Nó tạo scope riêng đấy. Anh để cho các bạn khoảng 5 phút nhá để các bạn thử đi ạ. Thử xem có đúng như kỳ vọng không? Và hiểu những điều anh nói. Sau đấy chúng ta sẽ đi tiếp. Chúng ta đã xong cái phần này rồi này. Một là giới hạn cái điều kiện để giải quyết vấn đề. Ghi lại cái này nhá, bởi vì cái này là anh như anh nói rồi là để các bạn học thuật toán đấy. Cái phần này là thuật toán đấy. Rồi những cái hình anh vẽ hình cho bạn cũng là thuật toán đấy. Anh để lồng ghép vào cho bạn rồi. Còn cái phần cuối chúng ta học thuật toán đấy, chẳng qua là chúng ta sẽ dùng những kiến thức đấy để làm những bài toán khác thôi.
anh sử hướng dẫn các bạn những bài toán đa dạng hơn thôi, chứ còn tư duy nó có thế thôi ạ. Trong cuộc sống mà cái tư duy này không thay đổi các bạn nhé. Nếu mà trong cuộc sống các bạn, khi mà các bạn giải quyết một vấn đề ấy, các bạn biến nó thành những cái thứ mà ai cũng có thể làm được, hoặc là các bạn dựa vào những cái kiến thức các bạn đang có ấy, các bạn giới hạn được cái phạm vi để xử lý ấy, thì đơn giản rất nhiều. Các bạn xem những cái phim về điều tra phá án đúng không, các bạn thấy là nó thường nó sẽ giới hạn cái điều kiện rất là nhiều nhé, để tìm ra được gốc rễ của vấn đề nó phải dựa vào những cái điều kiện mà nó được giới hạn. Thế cái tư duy này có học được không? Được các bạn nhé. Khuyên các bạn là hãy xem những bộ phim về phá án nhiều, thì nó sẽ giúp cho các bạn tư duy rất là ok đấy. Hoặc là các bạn có thể xem những cái bộ phim về Tam Quốc định nghĩa cũng cũng rất là hay. Ok nhá. Thì đi sang phần thứ hai. Anh xóa này đi nha. Phần thứ hai mới là cái phần mà khó hơn này. Phần thứ hai là cái phần mà các bạn sẽ khó hơn, nhưng mà nó sẽ có cách giải pháp chung để các bạn làm việc, và các bạn thấy rằng à, hóa ra từ trước đến nay mình có tư duy, chẳng qua là không có ai nói cho mình, khai phá cho mình mà thôi. Thế thì từ cái bài toán đơn giản này các bạn đã làm được rồi. Sang cái phần thứ hai. Tìm ra